Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 bất ngờ đổi vận, trúng lớn, giàu nhất làng. Quý vị cô bác anh chị thân mến, trời sinh ra kiếp con người là sinh thêm những khóc cười thế nhân. Vì đâu mà nhọc tấm thân, nặng vai gồng gánh oán ân chất chồng. Kẻ sinh đã sẵn là rồng, người thì nô bộc kẻ dòng chân tu. Hồng trần là kiếp phù du, đức năng thắng số thiện u do mình. Dù cho oan trái hay một chữ tình, cho dù mất mát bóng hình người thân, đứng lên mà nhẹ bước chân, chớ nên bỏ cuộc cho thân héo tàn. Nghèo hèn hay có cao sang, tâm mình chế ngự là đang rất giàu. Khó khăn gian khổ dãi dầu, bản mệnh đứng thẳng ngẩng đầu mà đi. Cõi trần từ biệt sinh ly, đừng vội bỏ cuộc sầu bi kết người. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, vận may là thứ mà ai cũng mong cầu nhiều nhất, và vận may cũng đến bất ngờ mà chẳng ai có thể ngờ tới được. Ai ai trong đời thì cũng đều sẽ có được những vận may bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống. Thế nhưng, có nắm bắt được hay không lại tùy thuộc vào bản thân của mỗi người. Thế mới có sự xuất hiện người giàu sang kẻ nghèo khó. Sau khi xem tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 này, các nhà tử vi đã đoán rằng quý bản mệnh sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu sau bao tháng ngày vất vả lao lực kiếm tiền mưu sinh. Thế nhưng, nhờ vào bản tính chăm chỉ, hiền lành và thấu hiểu mọi lẽ đời nhân sinh, mà bản mệnh đã chạm tới lòng thương cảm của trời Phật mà ban cho họ rất nhiều những vận may điểm lành. Chỉ cần bản mệnh nắm bắt rõ vận trình và đi đúng hướng, thì chắc chắn cuộc sống sẽ phất lên giàu sang, tiền vàng chất đầy nhà. Cuộc sống có gì vui sướng hơn nữa? Vậy chi tiết về vận trình của quý bản mệnh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, đúng tháng 2 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Và phải làm sao để nắm bắt được trọn vẹn những vận may được trời ban cho? Không để cho quý vị đợi chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây là nội dung chi tiết đến từ tử vi. Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi và lắng nghe nội dung. Tiết lộ tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 bất ngờ đổi vận, trúng lớn, giàu nhất làng. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của tuổi Ất Sửu mang mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người mệnh kim sinh năm 1985 là những người bộc trực, ngay thẳng, thật thà, chịu khó, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm cao. Họ ít nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, thường phải tự thân xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Người sinh năm 1985 là những người thông minh, chính trực. Tuy nhiên, do bản tính khá cẩn trọng nên họ thường để lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ còn cứng đầu bảo thủ, không nhận lời khuyên từ người khác nên hay nhận lại nhiều thua lỗ. Nữ tuổi Ất Sửu là những người nhanh nhạy, lanh lợi, họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ có tính thanh cao, dễ hội nhập, đặc biệt là với những người yếu vế hơn mình, họ không thích những người hơn mình. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thuộc mệnh hải trung kim. Họ là những người nhiệt huyết, tính cách vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Cuộc sống của họ khá bận rộn với nhiều công việc. Họ là người có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp nên không mấy xa lạ khi họ được lòng yêu mến và sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Thời tiền vận,
họ được cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Thời trung vận mọi việc trong cuộc sống đều an ổn, từ đường sự nghiệp đến gia đạo đều không có quá nhiều mối lo. Về hậu vận, họ được hưởng phúc lộc, an nhàn, sung túc. Tuổi Ất Sửu có thể gặp tai nạn bất ngờ vài lần ngoài ý muốn trong vận mệnh của mình. Tuy nhiên, những tai nạn này đều không quá nghiêm trọng, cần phải cẩn thận trong giao du với những người khác giới. Nữ giới tuổi Ất Sửu không nên làm bạn với đàn ông đã có gia đình và ngược lại. Nam giới tuổi Ất cũng nên hạn chế tiếp xúc với phụ nữ đã lập gia đình. Điều này giúp họ tránh xa các rắc rối, trở thành người thứ ba trong đường tình duyên. Nếu bạn đã lập gia đình thì nên kết thúc hoặc giải quyết cho dứt khoát những mối nhân duyên bên lề, tránh việc kéo dài các mối quan hệ bên ngoài. Khi đã kết hôn, kẻo làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau phải biết nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau thì mới lâu bền. Ất Sửu thường kiếm tiền giỏi. Tuy nhiên, họ không giỏi trong việc giữ tiền. Họ không có chính sách hay kế hoạch chi tiêu cụ thể, nên rất khó tiết kiệm, chắt chiu được tiền. Vì thế, lời khuyên cho tuổi này là chỉ nên dùng tiền vào những việc cần thiết. Chỉ mua sắm những thứ thực sự cần và có giá trị sử dụng để giữ được tiền. Nữ tuổi Ất Sửu và nam Ất Sửu có cùng mệnh về cuộc đời thì nữ tuổi Ất Sửu khá tốt đẹp. Bắt đầu từ thời hậu vận, họ được sự hưởng an nhàn, phúc lộc và sung sướng trong thời hậu vận. Tuy nhiên, vào thời kỳ tiền vận và trung vận của quý cô sẽ gặp khá nhiều khó khăn và vất vả. Thời trung vận thường thì công việc, sự nghiệp không như mong đợi, hao tổn tâm trí nhiều. Người nữ Ất Sửu có đường gia đạo thời tiền vận không được bình ổn cho lắm. Đến thời trung vận lại có thêm âu lo về gia đạo và đến hậu vận gia đạo mới được yên ổn, được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sự nghiệp công danh phần lớn chỉ đạt ở ngưỡng trung bình, nhưng nếu nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ thì vẫn gặt hái được thành công vang dội. Còn nếu chấp nhận với những gì đang có thì chỉ đạt được ở mức trung bình và tuổi 37 trở đi, thì sự nghiệp sẽ dần dần đi vào ổn định. Sang đến tuổi 43, thì họ sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để kiến tạo sự nghiệp phát triển. Về đường tiền tài, Ất Sửu tuy không phải người giàu nứt vách nhưng họ cũng không phải dạng túng thiếu. Của cải thường đủ ăn, đủ mặc có của để dành. Vấn đề về tiền bạc, tuy không giàu có nhưng vẫn sẽ có dư giả. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, thuộc mạng kim. Họ có cuộc đời mang nhiều sự thăng trầm. Có lúc vui, lúc buồn, tâm trạng ít khi được thanh thản. Hoàn cảnh cuộc đời đã gây ra nhiều đau thương và làm tổn hao tâm lực của họ. Đối với họ, số có giàu có đến đâu cũng không làm họ thấy vui và thỏa mãn về tinh thần. Điều họ cần làm là sự thanh thản trong tâm trí. Đời sống tinh thần ít khi được vui vẻ dài lâu, thường chất chứa nhiều âu sầu. Nói chung, cuộc đời của họ gặp nhiều sóng gió, hiếm khi được bình yên. Ất Sửu sẽ có được cuộc sống tình cảm hạnh phúc trọn vẹn. Nếu sinh vào đúng tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, đường tình duyên của họ cũng phụ thuộc vào ngày giờ và tháng sinh. Nếu nghịch sinh vào các tháng khác những tháng trên, thì cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ bị gặp vào cảnh đứt gánh giữa đường. Gia đạo của những người tuổi Ất Sửu thường hiếm khi được êm đềm, nhiều phiền phức vây quanh. Nhưng với sự kiên nhẫn của họ nên mọi chuyện gia đình cũng sẽ được bình yên, hạnh phúc. Và sau đây là vận trình tổng quan trong tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tháng 2 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Ất Sửu. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình hình không quá cam go. Tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi tháng 2 tuổi Ất Sửu mờ lịch dự báo, con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng để bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa. Nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé.
tài chính vượng về thứ tài và chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, Ất Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Và sau đây là chi tiết 4 phương diện cuộc sống của Ất Sửu, sinh năm 1985, đúng tháng 2 âm lịch, về sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 2 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Ất Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ trong tháng nên vận trình công việc sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện để phát triển, môi trường làm việc hài hòa hơn. Nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao cho trọng trách thì cũng đừng nài hà, mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go. Tuổi này vẫn có đủ khả năng để xoay chuyển tình thế, bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Ất Sửu cũng có quyết tâm và sự nỗ lực bền bỉ. Càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều dù có hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn. Đừng ngạo mạn thay quá kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này Ất Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ. Lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn thận vô áy náy. Bên cạnh đó, lúc đầu vào giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả. Bản mệnh cần lên kế hoạch rõ ràng cho công việc càng cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Về tài lộc, bước sang tháng 2 âm lịch, phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài trợ mệnh. Thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, chính tài cũng không có gì phải lo lắng. Khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, người kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt như mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ tháng này. Nguyệt lệnh lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu thì ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, nhiều. Chi phí tăng cao khiến bạn kiếm được tiền đấy nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều. Bạn cần hết sức lưu ý về vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng, để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có làm việc mình quen tay nhưng thật sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm và thất bại không đáng có. Về tình cảm gia đạo, tháng 2 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Ất Sửu sẽ có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước,
đôi bên đã chịu dành thời gian để sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện mang theo sự áp lực bí bách khiến cho hai bạn dễ nảy sinh cãi vã. Bất đồng quan điểm sống, nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Về sức khỏe, tin mừng là sức khỏe của tuổi Ất Sửu sẽ không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sẽ được đảm bảo về sức khỏe hơn. Tuy nhiên, huyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Mệnh chủ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và tập luyện thể dục, thể thao đều đặn sẽ không gặp bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cho cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành đi đứng. Lái xe cẩn thận, kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Ất Sửu. Sinh năm 1985, trong tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp. Vận trình tuần này của tuổi Ất Sửu có biến chuyển tích cực. Chỉ số hung vận và cát vận cân bằng, vận trình không có quá nhiều biến động, phần quý nhân của bản mệnh dần tăng, không còn phải đơn độc nữa. Làm việc gì Ất Sửu cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh. Dù sự giúp đỡ ấy khá nhỏ, đôi khi chỉ là vài lời động viên, an ủi, nhưng lại có sức mạnh tinh thần khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn, trở ngại trước mắt, tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Tinh thần làm việc của Ất Sửu sẽ được cải thiện rõ rệt, dù là đầu hay cuối tuần, thì bạn vẫn miệt mài hăng say, những mâu thuẫn lục đục nội bộ giảm đi trông thấy. Bản mệnh không phải gồng mình lên để chống lại những thế lực hắc ám, không phung phí quá nhiều thời gian để xử lý những việc không đâu, khiến cho hiệu quả công việc giảm sút, tài lộc trong tuần khá vượng. Giữa tuần là cơ hội tốt để bạn đẩy mạnh việc kinh doanh, buôn bán. Thời điểm này hứa hẹn được lợi nhuận cao hơn thường ngày. Số vất vả đến mấy cũng cố gắng gượng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Điều mà tuổi Ất Sửu cần tập trung nhất trong tuần này đó là tiết kiệm, không hoang phí và phát triển những thói quen tốt để có thể tự tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bạn nên hình thành thói quen tốt này và bạn sẽ đạt được nhiều mục tiêu hơn. Về vận trình tình duyên của tuổi Ất Sửu đã khởi sắc hơn, nếu thầm thương ai đó bạn cũng nhận được tín hiệu từ người ấy, tuy nhiên vẫn phải tiếp cận một cách từ tốn bạn nhé. Ất Sửu đã có đôi, có cặp thì không nên vội vàng tin lời đồn đại của người khác. Bạn hãy bình tĩnh, biết lắng nghe một nửa của mình hơn, đừng để người ấy cảm thấy thất vọng vì cách hành xử bồng bột của bạn. Về phương diện sức khỏe của Ất Sửu sẽ giảm sút do hứng chịu ảnh hưởng từ ngũ quỷ hung tinh. Bước sang thời tiết ẩm thất thường sẽ khiến cho bản mệnh bị khó chịu, nhiệt miệng, ăn ngủ không ngon. Cẩm nang vận vận. Quý nhân, Tỵ, Dậu. Tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số may mắn, 89, 22, 76. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Xem bói tử vi 12 con giáp cho thấy, Ất Sửu sẽ đón thêm một tuần thuận lợi vận trình hanh thông, công việc thì tiến triển suôn sẻ. Tuy có chút vấp váp nhưng đó chỉ như muối bỏ biển, bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình. Bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực của bản thân, khiến cho ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ khỏe, Ất Sửu có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè. Chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Tìm việc vẫn là điều khó, nhưng bạn đừng quên tương tác, học hỏi không ngừng. Việc nắm vững kiến thức sẽ giúp bạn cảm thấy bản thân ngày càng vững chắc, tự tin hơn khi phỏng vấn. Trong tuần có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá, bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu,
hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế, làm gì cũng cần phải thận trọng, từng thấy phía trước trải hoa hồng mà khinh suất. Hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh ẩu đoàng. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Ất Sửu. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không quá lớn, bạn vẫn kiểm soát tình hình rất tốt. Không phải lao tâm, khổ tư quá nhiều, có điều tinh thần bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không ngon giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Tí. Tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số may mắn, 22/09/56. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của tuổi Ất Sửu có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang theo điểm báo có thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên đường công danh sự nghiệp, nhắc nhở những chú trâu nên chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bộc phát, kẻo sức khỏe vào thân. Tuổi Ất Sửu vốn thẳng tính, có gì nói nấy, không kiêng nể ai bao giờ. Bạn xác định thà mất lòng trước, nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống còng mình giả dối. Tuy nhiên, điều này sẽ không khiến ít người khó chịu và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối. Tốt hơn hết, nên thay đổi một chút, tránh những chuyện thị phi. Những ngày đầu tuần của bản mệnh không được may mắn, giữa tuần tình hình có khá hơn nhưng không đáng kể. Ảnh hưởng của thiên quan nên bản mệnh có phần mỏi mệt, gặp vấn đề về sức khỏe. Công việc quá nhiều có thể khiến cho bạn căng thẳng và kéo theo cơ thể mệt mỏi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt. Có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự tính, khiến bạn phải loay hoay, xoay sở, nhưng yên tâm. Khó khăn tài chính chỉ là tạm thời. Bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Về sức khỏe của tuổi Ất Sửu sẽ giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, dạ dày và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tí, Tỷ. Tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số may mắn, 09/70/52. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 âm lịch, tuổi Ất Sửu sẽ đón một tuần khá bình yên. Thời gian này không trải qua nhiều sóng gió, mọi thứ diễn ra đều đều, nằm trong tầm tay của bạn. Có điều đôi lúc bản mệnh cố chấp, xử lý tình huống thiếu nhịp nhàng, thiếu cẩn trọng, nên vẫn phạm về lỗi nhỏ. Dù sao đã làm sẽ có sai sót, không sai sót trừ khi mình không dám làm. Dám làm, dám chịu đó là cá tính mà ai cũng phải nể phục ở bạn. Tuần này, Thiên Đức Cát Tinh vẫn trợ giúp đắc lực cho phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Sửu. Sự nóng này, cấu bẩn trong bạn được tiết chế rất nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những điều lạc quan, thú vị. Bởi thế, bạn chủ động trong các mối quan hệ xã giao, làm gì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ, không lo phải đơn độc một mình. Tỷ kiên là yếu tố có sự biến hóa đa dạng, vừa tới để trợ lực cho bản mệnh, vừa tiềm ẩn hung tính nhắc nhở tuổi Ất Sửu phải cẩn trọng với chính mình và những người xung quanh. Sở dĩ nói vậy là mong muốn bạn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn, đừng chạy theo những ảo tưởng tình cảm để rồi vỡ mộng. Tình yêu không thể gượng ép, càng ép càng khó thành. Vì thế hãy để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Tới lúc cần buông rồi thì hãy buông, níu kéo làm chi cho thêm sầu. Thời điểm giữa tuần là thời điểm không tốt. Bạn phải để ý cả phương diện mối quan hệ lẫn tình cảm, nhất là khi xuất hiện kiếp TAI. Thay vì suy nghĩ tiêu cực với những gì đã xảy ra, bạn nhớ tỉnh táo đánh giá lại tình hình đã nhé. Nhờ có sao tử vi trợ lực nên bạn có cảm hứng để trau dồi nhiều kỹ năng mới, cũng như học hỏi về hành trang khởi nghiệp. Từ đó mở ra nhiều cơ hội để bạn đáp ứng những tham vọng phát triển sự nghiệp của bản thân.
về sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tuần khá tốt, đó là nhờ cách ăn uống khoa học và chăm chỉ luyện tập thể thao. Tuy nhiên, sang thời tiết này, bạn cần bổ sung nhiều nước hơn, hạn chế vận động mạnh và tránh ra ngoài khi thời tiết trở gió. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Dần, Thân. Con số may mắn 32,69,92. Màu sắc may mắn vàng, kim, trắng. Quý vị thân mến, thay vì tham lam những thứ không thuộc về mình, tốt hơn hết là hãy tỉnh táo, giữ cuộc sống đơn giản, không tham lam, kiềm chế chính mình là sự khôn ngoan lớn nhất của một con người. Điều đầu tiên, sống ở đời đừng nên tham lợi kiếm rẻ. Người tham lợi nhỏ sẽ dốc hết tâm trí, bất kể đó là lợi ích nhỏ hay tài sản bất chính. Khi mua rau, họ cân nhắc từng giam cãi nhau chỉ để người bán cho thêm một chút. Khi đi ăn cùng người thân, bạn bè, họ không bao giờ chịu trả tiền. Khi thấy ai đó rơi tiền trên đường, họ nhanh chóng cất vào túi của mình. Những người như vậy tự cho mình đã được lợi và tự mãn, nhưng họ không hề biết rằng họ đã vì tham cái nhỏ mà mất đi cái lớn. Thời gian luôn công bằng, những lợi ích mà họ tham lấy sẽ phải trả giá gấp đôi trong tương lai. Đừng cầu phước phi phận, đừng tham lợi bất nghĩa, cần phải giữ tâm thanh bạch, không được có tâm tham lam. Mọi tính toán chỉ là tự giăng bẫy cho chính mình. Người luôn muốn lợi dụng sẽ đánh mất lòng tin của người khác, đánh mất nhân phẩm và cốt cách của chính mình. Điều thứ hai, sống ở đời đừng tham danh vọng. Có câu tục ngữ dân gian như thế này: người đàn ông cao quý ở sự can đảm, danh tiếng vô nghĩa nào có giá trị gì. Thế giới có hàng ngàn người nhưng hầu hết chỉ là hư danh. Khi còn trẻ, ta luôn bon chen, tranh giành danh vọng, tranh ánh hào quang, trải qua thất bại mới biết rằng không tranh đấu, không cầu mưu danh mới là cao quý. Người có phẩm chất tốt là người không quan tâm đến danh lợi, trong khi những người tham muốn danh vọng lại bị áp lực và thậm chí là tổn thương từ nó. Danh tiếng tốt không bao giờ đạt được bằng cách phôi trương. Nó cần thời gian để đúc kết và khảo nghiệm. Những gì của bạn cũng sẽ tự nhiên thuộc về bạn, tự như dòng nước thiện lành, âm thầm nuôi dưỡng vạn vật trên đời mà không hề tranh giành với ai. Điều thứ ba, làm người chớ cầu ăn giật. Zola nói rằng sự lười biếng thật là kỳ lạ. Nó khiến bạn tin rằng đó là sự thoải mái, là sự nghỉ ngơi, là sự may mắn, nhưng thực tế nó mang đến cho bạn sự buồn chán, mệt mỏi. Nó cướp đi hy vọng về tương lai, cắt đứt tình bạn giữa bạn và người khác, làm tâm hồn bạn ngày càng hẹp hòi, ngày càng nghi ngờ về cuộc sống. Đừng để lòng tham ăn giật tạm thời phá hủy cả đời phong thủy của bạn. Có những cô gái xuất thân giàu có nhưng vẫn miệt mài ở văn phòng đến rạng sáng. Có những thanh thiếu niên sau khi trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, hàng đêm vẫn chơi game trong ký túc xá. Có những nhân viên văn phòng sống trong tòa nhà sang trọng nhưng vẫn đấu tranh giành thành tích. Có những người trẻ luôn sống dựa vào sự hỗ trợ từ cha mẹ. Khổ trước, sướng sau, người càng xuất chúng càng biết cách bứt phá khỏi lối suy nghĩ cố hữu và đón nhận những thử thách mới. Đừng nên sống quá thoải mái khi đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung tiết lộ tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, bất ngờ đổi vận, trúng lớn, giàu nhất làng. Từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là lời Phật dạy, không làm các điều ác. Tử vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút cùng lắng nghe. Nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Chín lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà. Câu 183,
chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn không làm các việc ác mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó, như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo, rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm. Thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành. Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, quả thật là một huấn thị tuyệt vời. Hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca, Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành, mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu, đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập, cho nên chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành, cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không,
mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi thì không thể ngộ được lý không? Bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không à không à thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi, làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến Lục Tổ Đàn Kinh. Người sau này đọc Lục Tổ Đàn Kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của Lục Tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo, không có công phu bình thường. Làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh, tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu thường ngày, là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như trong một sát là vọng niệm tiêu diệt. Nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng phát môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh trong cuộc sống hàng ngày như mã tổ đạo nhất. Nói bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả.
Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra, nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.